Chào mừng các bạn đến với tin hậu trường ngày 2 tháng 6. Trước khi đến với những thông tin đặc sắc có trong bản tin ngày hôm nay, các bạn hãy trả lời một câu hỏi của chương trình. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình về các hội cổ động viên của các câu lạc bộ. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hùng Dũng quát Tuấn Anh, mày thích chết không? Hoàng Anh Gia Lai bị cộng đồng mạng ca khịa cực mạnh trên mạng xã hội. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng người thân tổ chức sinh nhật cho trợ lý Điển Trai. Với những ai không biết, thì khác với vẻ bề ngoài có phần trầm tính, tiền vệ Tuấn Anh lại là một anh chàng vô cùng lầy lội tại Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển Việt Nam. Trên trang Instagram cá nhân của mình, cầu thủ gốc Thái Bình vừa chia sẻ một đoạn video đầy hài hước cùng với người đàn anh là Đỗ Hùng Dũng. Chuyện là ba anh chàng Tuấn Anh, Tiến Linh và Hùng Dũng đã cùng nhau tham gia đóng một quảng cáo. Tranh thủ lúc ngẫu hứng, họ đã tự mình hóa thân vào một phân cảnh như trong phim hành động. Mày là rolling. Ok, mày một cảnh một. Mày chết không? Ok, chắc. Mày cho đằng kia nó mà đứng nhé. Đâu có. Đâu có. Theo dõi đoạn video này, chắc chắn ai cũng sẽ phải bao cười với sự lầy lội của những anh chàng này mất thôi. Trên story Instagram cá nhân của Khánh Linh, vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đăng tải một bức ảnh đầy tình cảm của hai vợ chồng trẻ. Cô kể lại câu chuyện, hôm đó trời mưa mà chồng ra chai ô rồi chụp ảnh cho bằng được. Và lúc đó bầu MC được 8 tháng rưỡi, nhớ cái bụng bầu ngộ nghĩnh ghê. Ngay lập tức, Dũng Tư cũng chia sẻ kèm dòng caption đầy hài hước. Cảnh trong phim cũng chỉ như thế này là cùng thôi hai mẹ con nhỉ. Có thể thấy đằng sau sự mẫu mực của người thủ lĩnh trên sân cỏ, khi về nhà, Bùi Tiến Dũng luôn là người chồng, người cha rất tình cảm, yêu thương vợ con khiến rất nhiều người phải ghen tị. Tối mùng 1 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bạn bè của mình đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho huấn luyện viên thể lực Park Sung-kyu tại một nhà hàng. Tới dự buổi tiệc có cả vợ thầy là bà Choi Sang-a. Trong bức ảnh, tất cả cùng nhau nâng ly rượu vang và cười rất tươi để chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của huấn luyện viên thể lực Điển Trai. Huấn luyện viên thể lực Park Sung-kyu gắn bó với Việt Nam từ sau Asian Cup 2019, thay thế cho huấn luyện viên thể lực Fonseca. Anh chàng này được các fan biết tới nhờ gương mặt Điển Trai, tính tình thân thiện và rất hòa đồng. Đặc biệt, anh chơi rất thân với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Cả hai cùng thường rủ nhau đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Chúc cho huấn luyện viên thể lực Park Sung-kyu sang tuổi mới gặp thật nhiều may mắn và cùng với bóng đá Việt Nam gặt hái thêm nhiều danh hiệu nữa nhé! Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin cho rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có được đội hình mạnh nhất trước ngày đại chiến với Hà Nội FC trên sân vận động Hàng Đẫy. Ngay lập tức, rất nhiều cổ động viên đã vào ca khịa không thương tiếc với đội bóng phố núi. Họ lấy lý do thất bại trước Nam Định tại Cúp Quốc gia để chế ngạo Hoàng Anh Gia Lai. Có rất nhiều comment cho rằng thời tiết nóng và mặt sân Hàng Đẫy xấu sẽ làm ảnh hưởng tới lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Hay là trận vừa rồi Hà Nội đá cúp phải bung khá sức trong khi Hoàng Anh Gia Lai bỏ được nghỉ ngơi. Cửa thắng của Hoàng Anh Gia Lai khá cao trừ khi trọng tài, sân xấu và thời tiết bất lợi. Có những người đồn thổi rằng thấy đội bạn đặt mục tiêu 0-10 với Hà Nội. Tuy trận đấu chưa được diễn ra nhưng sức hấp dẫn đã có từ các cổ động viên trên khắp mạng xã hội. Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai luôn là cuộc so tài rất hấp dẫn bởi trong đội hình của hai câu lạc bộ có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Họ có lượng fan rất đông đảo. Chúng ta hãy cùng chờ đón trận đấu vô cùng hấp dẫn diễn ra vào ngày thứ bảy này trên sân vận động Hàng Đẫy. Công Vinh và Thủy Tiên đang ngày càng chiếm được nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ. Cặp đôi này lại vừa khiến tất cả phải bất ngờ với những hoạt động thiện nguyện của mình. Theo đó, Công Vinh và Thủy Tiên vừa kêu gọi quyên góp được số tiền lên tới 15 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống máy lọc nước cho người dân Kiên Giang bị ảnh hưởng do hạn mặn và những nơi gặp khó khăn về nước ngọt. Thủy Tiên cũng cho biết, dự án do vợ chồng mình thực hiện đã được hòa vào điện nhà nước và người dân sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào để lấy nước. Hoạt động này của Công Vinh và vợ đã giành được rất nhiều tình cảm từ phía người dân. Chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt vừa tung ra bản cập nhật giá trị chuyển nhượng của những cái tên đang thi đấu tại V-League vào ngày 1 tháng 6. Theo đó, 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách là Nguyễn Văn Quyết, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh với giá trị 330.000 đô.
tiền vệ Nguyễn Quang Hải được định giá 275.000 đô. Con số này chắc chắn không thể làm hài lòng những người làm chuyên môn lẫn người hâm mộ. Có rất nhiều phản ánh trái chiều được đưa ra. Một chi tiết nữa cần nói đến là giá trị của Đỗ Hùng Dũng, đương kim quả bóng vàng Việt Nam 2019, anh chỉ được định giá 28.000 đô, kém giá trị của Quang Hải và Văn Quyết lần lượt 10 và 12 lần. Đáng chú ý, trong top 10 lần này lại không có sự xuất hiện của Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Tuấn Anh. Ba cầu thủ đã từng thi đấu tại nước ngoài và chỉ có giá trị 220.000 đô. Thông tin vừa rồi đã khép lại tin hậu trường ngày 2 tháng 6. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.